Dạ, nó trở lại kênh của mình nha. Thì ngày hôm nay là ngày thứ 5 tuần đầu tiên từ khi ra mắt bé dép của chúng ta rồi anh em nha. Rồi thì ngày hôm nay anh em trả quà về quá trời anh em ơi. Thì cái quà này đến từ đâu anh em? Quà hình như là 4.000 xe ở livestream anh em ơi, hơi bị ngon nha. Và mình cũng đã cày xong chiến trường rồi anh em hơn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gom hết tất cả quà chơi một lần luôn anh em cho nó phê nè. Đây anh em, chiến trường 4/4 đã xong luôn rồi ha. Và khách của mình thì hầu như ai cũng đã xong hết luôn rồi. À, triệu tập hải tặc cũng đã xong rồi nè. Đổi lính chì, à quên anh em ơi, cái này chưa đổi anh em. Thôi kệ nó đi, để tối đổi sau nè. Đây anh em, quà thì nó cũng đã trả về đây. Móc livestream đạt móc xe. Cái này thì anh em nhớ đăng nhập vô trong game anh em lấy nha. 4.000 kim cương, 20 la bàn, trời ơi, 60 thùng bia anh em. Rồi 6 rương may mắn của bé dép nữa nè. Rồi thêm 10, lột cái này cái gì, 2 rương lính chì 10 sao. Trời ơi, quà phải nói là xịn sò mấy ông ơi. Rồi cũng như là mình ăn thêm quà chiến trường ha. Và mới bơm lúa thêm một cái gói liên quan đến event tuần này anh em ha. Đây gói đây anh em. À gói này trị giá là 180 lúa anh em nha. Để bơm lúa liên ngày thứ 5 luôn anh em. Thôi nhận quà luôn đi anh em, rồi chúng ta sẽ cùng xem coi là đạt được những cái thành tựu gì rồi ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ cùng up sao cho rau đen đi chung với lại Zep Phi để thử coi là cái cặp đôi này anh em thì nó có bá đạo hay không anh em. Thì nói chung là con Zep Phi á thì nó sẽ búp khiên, còn con rau đen á anh em nó sẽ hạn chế, hầu như là không có xuất hiện một miếng đam chí mạng nào cả anh em. Thì chúng ta sẽ đi săn những Siki nè, những ai mà có mi hắc anh em, để thử coi là cái đam của team chúng ta chống chịu được á nó như thế nào ha. Rồi nhận quà luôn mấy ông ơi, trời ơi quà nhiều quá. 190 thùng bia, 204 pháo hủy diệt nè, thêm 50 đảo nè. Ồ hết hồn, đây 40 nón anh em. Hồi ôi đã chưa, cái này chắc chắn là để tí chơi anh em. Cái này chắc là lấy được cái lợi 1 quá anh em. 6.002 kim cương nè, 8 cái bánh lái nè, 23 cái la bàn nữa nè anh em. Ồ, lợi 1 ở đâu vậy ta? À cái này là cái móc chiến trường anh em ơi. Rồi thêm một con Z Phi bên này nữa anh em. Quả đã 11 cái đá tím anh em. Trời ơi, quà về nhiều quá, chưa hết anh em. Bơm lúa liên ngày hôm nay nữa nè. Từ từ nha. Bơm lúa liên ngày hôm nay nữa anh em, nhận luôn anh em nha. À rồi để coi bơm lúa, nếu mà hôm nay là ngày 5 rồi anh em, bơm lúa liên ngày thứ 5 liên tục anh em. Ngày mai nhận được thêm một bé dép nữa anh em. Ngày mai nhận được thêm một bé dép nữa. Để coi. À, tích lũy kinh nghiệm VIP hình như là hơn 5.000 rồi anh em, 6.200 rồi. Cái móc 10.000 chắc hơi chua anh em ha, móc 10.000 hơi chua một tí. Rồi bơm lúa liên là ngày 5 rồi anh em, ngày mai là bơm là một con nữa là đủ một copy bé dép nữa nè. Rồi vô ghép anh em nha. Hiện giờ con Zep Phi của mình thì đang E1 đúng không? Chắc là hôm nay lên được E2 đó anh em. Đủ không ta? Chắc đủ anh em á, chắc đủ á, mình chưa có ghép mạnh anh em ơi. Đây thiếu một copy nha. Rồi con rau đen thì đang là E3 dư một copy. Hồi nãy mình mới chép ở trong cái túi của mình có copy anh em ơi, nhưng mà không có nhớ là cái nguồn ở đâu. Trong nơi đó là mình còn thêm cái quà bơm lúa liên nữa anh em. Bơm lúa liên nữa nha, là có thêm rau đen ngoài nữa. Nhiều khi đợt này con rau đen của mình nó không có cần phải phải đợi thông thạo nữa anh em, mà lên E5 luôn đó anh em. Đúng là sức mạnh bơm lúa có khác anh em nha. Rồi đây anh em, đây đó 100 mảnh rau đen ở đâu ra nữa. Không nhớ anh em, thực sự không nhớ ở đâu hết. Này cũng có rau đen nè, nhưng mà rau đen này lạ lắm. Rau đen này mới là hàng chất lượng nè. Rồi để coi bé dép của mình được copy nào hay không ta. Đây một bé dép ở đây nữa nè. À ok, bây giờ sẽ up sao cho tụi nó lên thêm anh em nhé. Chắc là ngày mai đi mình sẽ cho tụi nó lên max sao luôn nè. Rau đen với lại bé dép. Tuần này bé dép chắc lên được E2 quá anh em ơi. Không có lên được E3 nổi rồi, thiếu một copy anh em. Thiếu một copy để lên E3. 1, 2, 3. Ok, lên E2 anh em nhé. E2 thì nó sẽ có cái búp ngon ngon ta để coi chí mạng, giảm sát thương. Thôi cho cái này anh em ha. Cho cái này đi. E3 thì nói chung là E2 là E3 nó cũng chả có khác nhau là mấy. Được cái chúng ta có thể cộng thêm bên này. Trời ơi, 43 MHP rồi. Rồi tới rau đen anh em ha. Cho rau đen lên E4 luôn đi. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, đủ anh em nhé. Rồi, 5 copy nữa thì lễ lên được E5 thì chắc là để ngày mai hoặc ngày mốt đi anh em. Mình sẽ lấy quà bơm lúa liên á. Lấy một lần cho anh em xem luôn rồi up con rau đen này lên E tiếp anh em nha. Lên E5 luôn, test các thứ cho anh em xem. Không có đợi thông thạo nữa anh em ơi. Thông thạo lâu quá. Búp như thế này đi cho nó ok nè. Ôi, công thêm nữa nè anh em. 4 triệu, mới E4 thôi, 4 triệu 7 công rồi. Ngon nha.
Được anh em, khi mà lên E5, lên Goma được các thứ rồi, nhiều khi mình úp con rau đen này của mình lên tới mình gỡ cái này luôn đi anh em, gắn cho nó cái đồ của con MH đi. Đây, cho rau đen ngày hôm nay là nhân vật chính anh em nha, không có chơi MH nha anh em. Gắn con Blue Dragon luôn đi. Đó. Rồi gắn thêm cái Burakan nữa đi. Nhiều đây. Trời ơi, 5.6 triệu mới E4 thôi anh em. Chuyến này lên Goma là chắc là nhiều khi 10 triệu là có luôn á. Cái này là chưa biêu ngọc đồ lại đó nha anh em nha. Được nhờ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thử cái cặp đôi rau đen với lại con bé dép của chúng ta anh em ha. Nhưng mà trước khi thử thì chúng ta chơi event một xíu đi anh em. Hiện giờ là mình đang có 306 thịt rồi anh em. Để mình tặng nha. Anh em cứ tặng 10 thùng bia. Anh em cứ tặng như thế này đi anh em. Chúng ta không bị lỗ thịt đâu. Nó dư ra thì nó cũng trả lại cho chúng ta thôi. 20 thùng bia nè. Ồ, được móc 500 nè anh em. Rồi 20 thùng bia ngon, 500 kim cương nữa nè. À, anh em bảo rằng á ăn cái móc 5.000 đi anh, thôi, ăn gì nổi anh em. Nhìn cái Burakan thì thèm thiệt đó, nhưng mà móc 5.000 nó chua lắm. Không nổi đâu anh em ơi, trừ khi anh em phải bơm lúa nhiều nhiều cơ. Ủa nay thùng bia nhiều quá vậy ta. Nhả thùng bia quá trời luôn kìa. 200 nước mắt. Đây anh em 66 này chắc nghỉ đủ luôn á. Ê, dư luôn kìa. Dư 8 luôn kìa anh em, 10 thùng bia. Đã chưa? Rồi, lấy L1 bằng cách nào anh em? Đây. Đây, L1 đây. Trời ơi. 2000 nón hả ta? Nếu mà 2000 nón và cũng như là 1000 ốc sên thì chúng ta phải phải lấy thêm gói bên này anh em ơi. Đây. 1000 nón nằm ở đây nè anh em. 8000 kim cương đúng không? Rồi, ốc sên á thì chúng ta xả tài nguyên là có được một cái L1 anh em nha. Cái này thôi để từ từ mình chơi sau anh em. Rồi vô khui quà nha anh em nha. Lễ hội One Piece đăng nhập. Cái này để coi coi. Ở trong túi hồi nãy mình nhớ là có cả mớ quà luôn anh em. 4.400 thùng bia lại rồi nè anh em. Cái này là mình chưa có nhận quà bơm lúa liên đó anh em. Chắc là để ngày mai ngày mốt gì đi anh em. Mình sẽ làm một cái clip riêng về cái bơm lúa liên anh em đó nha. Rương của Zep Phi, bé dép. Đúng rồi, trời ơi, 300 xu đã chưa. 10.000 xu rồi. Coi cái gì mở thêm được nữa hay không anh em. Rồi 204 cái pháo nữa nè anh em. Vô mở thêm cái rương kim cương nữa anh em ơi. Và cũng như là chơi thêm cái đảo cái kim tự tháp anh em nha. Hiện giờ đang có cả mớ đảo rồi đấy. Cả mớ đảo với lại cái nón đây nè. Là mới nha. 40 nón anh em hả. Hy vọng là sẽ cho mình thêm một con rau đen nữa anh em. Mình đổ rau đen ở trong này á. Nó nhả ra nhiều lắm anh em. Ngon lắm á. Bữa mới nhả. À đúng rồi. Một con rau đen là mình chiêu mộ ra. Một con rau đen á là mình đổi ở trong này. Đúng rồi anh em ơi, vậy là hai con đúng rồi đó anh em. Au. Ra rau đen rồi kìa. Ây da. Đây anh em. Ồ, lại cũng là rau đen nhưng mà rau đen này lỏ nha anh em. Anh em để ý cái hệ nha, coi chừng bị đổi nhầm nha mấy ông. Ở bên này thì đang còn có 23 đảo à, không đủ rồi, qua bên tướng hệ thường coi. Bên hệ thường thì hầu như mình cũng đã full rồi anh em ơi. Chắc kiếm thêm vài copy bên này. Ây da. Thôi kiếm thêm rau đen tiếp anh em. Nếu mà nó ra á thì chúng ta xả tiếp tài nguyên anh em nhé. Còn anh em ha. Ngày hôm qua một con rồi đúng không? Ngày hôm qua một con rau đen rồi. Hôm nay một con nữa đẹp. Nếu mà thôi cho tôi một con nữa đi. Rau đen cố gắng thêm 27 đảo nữa để lấy một con rau đen bên này nữa là ok. Nhưng mà nó không ra nè. Ây da. Siki. 4 copy nữa anh em là lên E5 rồi. Vậy ở ngoài cái event là bơm lúa liên 12 ngày 2 củ mốt á anh em. 5 con rau đen. 5 con rau đen ở ngoài đó đó. Là bây giờ mình dư copy lên được Goma lên E5 luôn rồi đó anh em, dư copy luôn rồi. Trời ơi cây đô không ta. Chiến trường này cũng đã lấy xong rồi anh em ha. Rồi, tới cái kim cái gì? Boss Akanu anh em ơi. Đây 5 thùng bia nữa nè. Kiếm thêm mấy cái tính vật hải tặc anh em ha. 5 thùng ngon. Mình còn tới tận 10 cái rương kim cương chưa mở bên đó nè, 10 cái lận. Kim cương lên 500.000 rồi kìa. Nhiều bạn bảo rằng á là cái kim cương này làm sao mà tích nhiều vậy nè. Cái kim cương này mình chỉ xài á ở trong cái shop kim cương lấy cái gói xu tím và cũng như là chơi tiệc Sanji thôi. Chứ mình không có xài kim cương bậy bạ ở đâu cả anh em ha. Nên là kim cương mình lúc nào nó cũng còn nhiều. Cái kim cương này nè anh em. Sau anh em chơi sự kiện, chơi chữ rồi các thứ đó, nó nhả ra cũng nhiều lắm đem. Đó, 10 cái nha. 20 cái là mát rồi sao đó anh em. Đúng rồi anh em, ngày hôm qua mình đổi ra 10 cái rồi. Còn 2 cái thì đổi cái gì ta?
thôi để dành thêm anh em. Ở bên này còn một cái bánh lái mình chưa đổi nữa nè. Ok, vô mở tiếp anh em nha. 10 cái rương kim cương là nó sẽ, ôi ôi, 4.500 thùng bia nè anh em. Thấy nó tích lại thùng bia nhanh ghê chưa. À, bên này có phút tướng nữa nè. Trời ơi, mấy con 5 sao không, chán chưa. Này là rương boss nè. Ừ, ngon. Rồi, rương kim cương nha. Hy vọng mình sẽ ra có một quả 10.000 kim cương. Wow, 5.000 là được anh em ơi. 5.000, 6.000, 6.500 nha. À, lúc này là tính đúng anh em nha, chứ không có tính sai giống ngày hôm qua. Hôm qua tính sai anh em la quá trời. Rồi, ok. À, 311 cái bánh lái rồi nè anh em. Mang limit tới đây, mang tướng giới hạn tới đây. Lụm luôn anh em nha. Đây, 15 cái slot thuyền trưởng mở luôn đây. Rồi, ok, ổn rồi anh em, ngày hôm nay ổn rồi đấy. Rồi, à, để điểm qua con Z Phi lại một xíu anh em ha. Lên E2 rồi. Bây giờ anh em nha, lên E3 đó là mình phải tốn 3 copy. Mà 3 copy mình nghĩ chắc không đủ đâu anh em ơi. Bây giờ cái con Z Phi của mình á, thì nó còn một con nữa ở cái móc bơm lúa liên thôi. Đây, bơm lúa liên đây anh em. Một con ngày mai nữa thôi. Đó thì mới đủ anh em nha. Nhưng mà vẫn còn thiếu 2 copy nên là không có quay ra được anh em. Tuần này không có quay ra Z Phi được. Lên E3 thì có một copy bên này, nhưng mà chắc là hết lực rồi anh em ơi. Nhiêu đây thôi cũng được rồi anh em ha. Rồi, test anh em ơi. Kiếm ông nào có Siki hay là MiH á anh em. Ta chơi cho nó khỏe. Test luôn cái khả năng chống chịu anh em nha. Khả năng chống chịu khi mà team mình có được con Siki. À trời ơi, quái vật gì đây. Vừa Siki vừa MiH luôn nè. Không sao không sao, bình tĩnh nha. Bay bỏ MiH ra, cho rau đen vô anh em. Rau đen thì nó sẽ có khả năng hạn chế cái chí mạng của team á. Z Phi á thì nó sẽ có khả năng búp khiên cho team. À, nên là team này hiện giờ đang khá là cứng cựa nha anh em. Rồi, hộ. Trời ơi, không xi nhê. Không xi nhê, không xi nhê. Ui da. Rồi team mình bị thôi xong rồi, team bị ụp nón tới tận là ba con. Ở bên kia cũng bị ụp nón con Hiyori luôn kìa anh em. Thôi xong rồi, team mình mà có đứa hẹo một cái thôi là không có được hồi sinh nha. Bên kia cũng vậy luôn em, tính ra là kèo này đồng. Bên kia cũng bị ụp nón ba con. Vậy là cái cơ chế mà tóc của con Sugar bên nào cao hơn thì bên đó bị ụp nón anh em, thì nó sai hoàn toàn anh em nha. Anh em để ý là cả hai team đều bị ụp nón. Đều bị ụp ba nón một lần. À, ok anh em nha. Nãy giờ nó khắc chế cái đam của con MiH quá trời luôn kìa anh em. Ôi xong rồi. Kèo này xui thế nhờ. Để cái con, để mình nhớ lại ông đã tên gì. Má ơi, ông này cũng chơi đội hình cháy thế nhờ. Coi coi. À, ở bên kia có, à ở bên kia nó đâu có con cà rốt đâu đúng không. Bên kia không có cà rốt, không có con bo luôn. Vậy mình sẽ chơi cái team như thế này. Cho Hiyori lên. Ok, được anh em nha. À, ấy dạ, ấy dạ, khiêu khích tụi nó anh em. Trời ơi, bên kia không chơi bo thì chúng ta gắn con bo lưu vô anh em. Ơi, gắn con cà rốt vô để mà xử tụi nó anh em. Trời ơi. Trời ơi, ủi hộ, có chí mạng đâu. Đang bé tẹo anh em ơi. Chưa kể là con Z Phi là nó có khả năng là búp khiên cho team nữa anh em. Khắc chế CK, khắc chế MiH, đam đầu anh em nha, đam đầu. Đúng rồi. Ba tô rồi, thôi xong rồi, ba tô bị ụp nón rồi. Ở bên kia con Hiyori thì lại không bị dính nón ta. Kèo này lại xui nữa. Một nhát một con Hiyori bên kia bay màu rồi. Thôi xong rồi anh em ơi. Con rau đen mình bay màu rồi. Cha, xui ở cái chỗ con Bato mà nó không có cái khiên chứ. Bị dính đập nón anh em ơi, xui. Không sao không sao, kèo này không biết cân nổi không nha. Hiyori bên kia gãy rồi. Hiyori bên kia gãy rồi anh em nha. Bị con rau đen mình sớt đau anh em. Rồi thôi xong. Thôi xong. Ây da, ây da. Vậy mà không xóa được cái câm lặng ta. Ở bên kia đứa nào làm gì mà team mình bị câm lặng dữ vậy trời. Đó, test một lần có MiH, có Siki luôn em, cho anh em xem. Anh em nên nhớ rằng rau đen mình chưa E5 nha. Ừ. Này thì quẹt chúng con cà rốt anh em. Vỡ cái khiên ra, lan sát thương ra, hẹo con MiH luôn. Đã nói rồi, khắc chế là như vậy đó. Ây da. Cái con Sugar này đam hổn thế nhờ. Sugar đam hổn lắm anh em nha. Lâu lâu nó làm một quả shut down luôn á. Tuy con Bato mình bị ụp nón nhưng mà mình vẫn win được anh em nha. Được anh em ơi, team này chắc mình nghĩ là đang là meta rồi đấy anh em. Meta tương lai đấy.
Bởi vì bây giờ Siki cũng bị khắc nè, MiH bây giờ cũng bị khắc nè anh em, cũng bị cái khiên đầu của cái con Zephy nó khắc. Mai chiều gì mình sẽ làm một cái meta đêm ha, meta cuối tháng 7 đi, để cho anh em tham khảo. Đó, dự là đây là cái team meta anh em nha. Trời ơi, nó phải vậy chứ anh em, nó phải vậy chứ. Test ông nước muối đi, ông nước muối này có con MiH Okela lắm với lại con Big Mom. Hả? Bỏ con MiH ra rồi hả? Chơi con chơi con Siki rồi thôi, xong rồi. Team tôi bị dính cái quả gọi là cái quả ở bên kia có bo, từ từ nha anh em. Lại nếu mà muốn BK ông nước muối này, bỏ con này ra. Bỏ cà rốt ra, gắn con bo vô mới chơi được. Đó, trời bên kia có bo mà anh em, nó loạn ghê lắm, với lại bo gắn hàng sau nữa. Nên là nó sẽ không có bị dính cái khiêu khích, nên là chơi cà rốt làm gì anh em. Đó, trời ơi, ủi không có miếng đam là luôn, tội không. Bên kia có Siki, bây giờ bỏ Siki hay MiH vô gì cũng bị khắc chế à. Sợ là sợ Big Mom rồi kìa anh em, quỷ Big Mom ghê lắm. Đúng rồi, bất hoại đi, đỡ được đam của Siki. Bây giờ sợ mỗi Big Mom thôi. Big Mom nó vả đau lắm anh em. Đó, đó, thấy chưa, thấy chưa. Đây, anh Rau Đen xếp đau được hai đứa này. Rau Đen gần 5M công, xếp đau được hai đứa. Mai được mình sẽ cho Rau Đen này lên E5 anh em, để cho anh em xem. Ui da yeah. Được anh em nha, chống chịu được một vài cái đợt sát thương của kẻ địch đã thấy ok la lắm rồi đấy. Ủa con bo này nộ mạnh dữ ta. Siki bên kia bị ụp nón nè. À con Bato bên kia bị ụp nón rồi anh em ngon. Đó lý do tại sao mình chơi Sugar đó anh em. Update team meta cho anh em liên tục anh em ha, để anh em biết tình hình hiện giờ như thế nào. Nhưng mà hiện giờ team mình nó đang bị dính cái nội tại của con bo nhiều quá nè. Ây da, ây da. Ủa Big Mom nó quạt đau quá anh em ơi, gãy hết 3 mục tiêu. Nữa hả? Thôi xong rồi, thôi xong rồi. Anh Rau Đen ơi, anh xử tụi nó giùm em đi Rau Đen ơi. Trời ơi, nó lại kêu 2 mục tiêu nữa rồi. Cái con Hiyuri để hàng đầu khó chịu thực sự anh em. Rồi team có khiên rồi nha, ngon. Mà cái khiên này dễ vỡ anh em nhờ. Cái khiên của Zephyr nó dễ vỡ ghê á, đụng cái là bể. Này phải lên Goma anh em nhé. Phải lên Goma, bay ra. Đúng rồi. Rồi có khiên rồi, nhưng mà chỉ sợ mỗi Big Mom thôi. Chỉ sợ mỗi Big Mom thôi nè. Kèo này mình bỏ MiH vô thì win sớm anh em nhé. Còn không bỏ MiH vô chủ yếu là test cái combo Rau Đen với lại con Zephyr á anh em. Một đứa thì có khiên, một đứa thì giảm sát thương chí mạng. Trời ơi nó vả kìa, bay màu con Zephyr của tôi rồi. Rõ. Big Mom này đam đau quá ta. Trời ơi bên kia nó hồi sinh nhiều quá. Trời ơi bay màu Rau Đen. Không đủ đam xếp đau tụi nó sớm anh em ơi. Ây da, rồi kèo này thua rồi anh em ơi. Kèo này thua rồi. Rau Đen mình vẫn còn đang hơi yếu anh em ha, với lại Zephyr nữa nên là BK vẫn chưa có mạnh lắm. À, cái này để từ từ lên Rau Đen E5 rồi quay lại test sau anh em nhé. Cái gì? 1, 2, 14 tỷ đam đến từ vị trí của con Bartolomeo. Ẩn ăn chưa? Rồi để test tiếp anh em nhé. Đây Siki đây nè, cày chay lên VIP nè. À quên, bên kia đâu có bo đâu. Rồi team này cũng được anh em. Ừ, loạn được con Hiyuri. Để Hiyuri lên ở hàng đầu. Để né cái nón Bato nữa anh em, nhưng mà bị loạn hết hai con. À lụm nè, Hiyuri bị loạn mất hồi sinh anh em nha. Hiyuri bị loạn mất hồi sinh. Ủa gì vậy? Trời ơi không để ý. Con Hiyuri của mình cũng bị ụp nón. Chán. Hiyuri của mình cũng bị ụp nón kìa. Kèo này su anh em ơi. Tùy đội hình mà chúng ta phải thay đổi anh em nha. Để coi coi. Đây đây đây, đội hình bên kia là phải chơi như thế này nè anh em. À, để Hiyuri lên. Đó, à, nó mới như vậy mới đúng anh em. Nhưng mà không được ta. Khiêu khích. Ụp nón được cũng 3 mục tiêu. Team mình cũng bị ụp nón được 2 mục tiêu. Và được con cà rốt nó khiêu khích kẻ địch anh em nhé. Cũng ngon. Đấy. Hiyuri bên kia trắng cay rồi.
khắc chế Siki luôn. Siki vốn dĩ là nó đã bị khắc chế từ khi ra con Bato rồi đó anh em. Mà tại vì nó spam nhiều quá thôi. Đang có bức hoại mà làm sao. Nè có đứa hẹo nè, nãy là một nhát một đi hết 4 mục tiêu. Wow. Râu đen này bắt đầu thấy ok la rồi nè anh em. Công của nó mới có nhóm nhém tầm 4M7 à, gần 5M thôi mà nó vả cỡ đó rồi đấy. Thì chơi bời gì nữa anh em. Ráng cố gắng lên 10 củ lực chiến coi nổi 10 củ đam thôi coi nổi không anh em nhờ. Quỷ Aozikuzan kia nó vả đau quá. Vẫn còn rau đen thì không có sợ hẹo anh em nhá. Với lại con Zephy này thì nè. Bên kia còn mỗi con Siki thôi. Choáng nè. Kèo này rau đen một vả là bay màu Siki anh em nha. Mình nghĩ là bay màu luôn á. Đam không có miếng đam luôn. Khắc chế hoàn toàn. Rau đen thì khắc chế Siki. Zephy á thì lại khắc chế con BH. Đè hết tất cả những carry mạnh trước đó luôn anh em. Đúng là tướng sau khắc chế tướng trước có thật anh em ơi. Lì ghê ta. Kèo này nó bị dính đam nè anh em. Chết. Nó hẹo luôn nè. Đó. Ui, chí mạng luôn kìa. Đam nè anh em. Trời ơi đam. Đam cà rốt to nhất anh em. 51 tỷ. 5 tỷ mốt đam. Đó. Ổn anh em nha. Bắt đầu là hình thành được team meta rồi đấy. Nhưng mà quan trọng là anh em phải thay đổi. Anh em tùy vào cái team của kẻ địch là có cái gì. Anh em phải thay đổi con cà rốt với lại con con cà rốt với lại con bo vô anh em. Nó phải thay đổi để mà nó khắc chế đó. Chứ mà anh em cứ giữ một team bem á thì nó khó lắm. Ví dụ như là bên kia có Sugar thì anh em phải kéo Hiyori lên hàng đầu, không có để hàng sau được. Giống như gian team này. Rồi bên kia thì có Usopp đúng không? Bên kia đam chính là ai? Usopp, Kaido. Rồi bây giờ chúng ta chị thử Kaido với lại con Usopp thử anh em nhé. Chị thử Kaido với lại Usopp. Một đứa hẹo nè. Thôi xong rồi, Kỷ Băng Hà về với đội chúng tôi. Ow, kèo này không có bỏ con bo vô. Kèo này đáng lẽ ra phải bỏ bo vô để chị team địch anh em. Bởi vì team địch nó có con Kaido ấy. Chúng ta bỏ bo vô anh em. Kaido nó tự động nó bóp team mà khỏe lắm. Cái này là con Zephy nó chưa có fit lại cái kỹ năng khiên anh em nhá. Đáng lẽ ra cái khiên của nó là khi mà một đứa hẹo á anh em thì nó búp liên tục cơ. Còn cái này lâu lâu nó mới thấy búp à. Khó chịu lắm. Ây da. Rồi có bức hoại rồi ngon. Ui ủi kìa. Bên kia là nó con Hiyori hẹo rồi anh em nha. Hết trơn cái hồi sinh rồi. Rồi bên kia có bất hoại nữa không? Đây rau đen đây anh em, xuyên bất hoại luôn nè. Xuyên né, ui không trúng luôn. Bắt đỡ heo. Bên kia còn Bato nên nó có nhiều khi nó búp được né cho team anh em nha. Nên là con rau đen này của mình là nó không có gây được đam. Hơi xui. Nhưng mà team này anh em, nó phòng thủ cũng ngon. Và cái lượng đam nó cũng ổn định anh em. Bây giờ công việc của chúng ta là lên rau đen E5. Bé dép lên E5 là ngon, là ok la nhất. Trời ơi, một vả bay màu Kaido anh em thấy không? Kaido nó trụ cũng không nổi anh em, không nổi với lại cái team này. Rồi còn mỗi con Usopp. Usopp né ghê vậy ta. Usopp né ghê dữ vậy. Này thì ôi con quỷ Bato dạ quần đây đam to lắm anh em ơi. Nó mà không phải là cần tóc để mà búp khiên là mình cho nó là full. Nó cho nó gì? Full thủ. Chiến mạng sẽ thương chiến mạng luôn rồi. Bữa chua này cũng mạnh nè. Có cà rốt hả? Có cà rốt thì để coi coi. Chơi như thế này. Nếu mà có cà rốt anh em chơi như thế này. À là đẹp. Có cà rốt là chơi như thế này là đẹp. Chấp nhận hy sinh nguyên một hàng ở hàng sau á là nó bị khiêu khích. Nhưng mà được cái là con Hiyori của mình á thì nó có nộ. Nó quạt một cái là mất hết khiêu khích ở hàng sau của mình luôn là đẹp. À là như vậy anh em ha. Cách để mà chúng ta trị tối ưu là cái con cà rốt luôn ấy. Vừa có bo để mà chơi. Vừa có bo. Ồ
vừa có Z Phi chơi luôn, vừa có Râu Đen chơi luôn. À, đẹp anh em ha, team này gọi là đẹp lắm rồi. Nói chung là thay thế vị trí của Karos với lại con Bo Lilith đó anh em, để chúng ta mang lại một cái lượng chống chịu CC, khoảng như là CC kẻ địch lại rất là tốt ha. Giờ lên Râu Đen, lên mát công. Mát công chèm nó. Rồi sau đó, trời ơi bóp tim nữa kìa. Mát công chèm nó rồi sau đó thì chúng ta lên thêm con Z Phi nữa là đẹp anh em, là xong team meta. Trời ơi, nuôi con BH với lại con Siki thấy bà luôn giờ, ao ao rồi anh em nhờ. Giờ em mấy em nó hơi ao ao rồi cũng hơi buồn tí mà không sao anh em, không sao. Meta thì nó chạy liên tục mà anh em, nó chạy theo tướng mới liên tục mà. Quan trọng là anh em có đi theo nổi không thôi. Nếu mà không nổi thì anh em có thể chơi lại mấy con tướng cũ, anh em không sao cả. Siki vẫn mạnh nha. Nhưng mà hiện giờ em nó bị, nếu mà anh em gặp cái trường hợp là team địch có Râu Đen thì anh em đừng chơi Siki nè. Anh em chơi Kaido quá. Anh em phải có một cái phương án thứ hai đổi qua đổi lại. Chứ mà bây giờ Râu Đen nó khắc chế chiến mạng kiểu này thì con nào cũng bị khắc chế cả, chứ không phải riêng con Siki đâu anh em. Nhưng mà Siki nó bị ảnh hưởng nhất. Siki là người bị ảnh hưởng nhất ha. Cái kèo bất hoại này chỉ có con Râu Đen là nó mới xuyên được thôi anh em ơi, với lại Big Mom. Mà mình không có chơi Big Mom nữa. Đi theo meta Big Mom chơi hoài chán anh em hả? Trời ơi á, đúng rồi, làm thêm một tầng thôi. Con bo mình nó hit một cái bên kia đi hết hai đứa luôn kìa. Quan sát Râu Đen nha, bên kia đang có bất hoại nha anh em. Thử coi là có search down được tụi nó xuyên khiên hay không. Xuyên luôn ạ. Mất cái né luôn cả của con Usopp luôn anh em. Đang con Râu Đen này đang tới tận 6 tầng búp công, một tầng công ở ngoài đây nữa anh em. Lại tới tầng là 7 tầng. Đam to lắm nha, đam được á. Đam kỳ vậy. Đam này gọi là đam xuyên thôi anh em ơi, chứ còn đam khủng á thì không có, có to, chưa có to anh em, chưa có to. 25 triệu, nói chung là để vét máng thôi, để vét máng được các thứ thôi anh em, ổn nha. Chung là cặp đôi này thấy chơi ổn áp rồi đó. Công việc của mình là bây giờ lên thêm sao nó thôi là ok là lắm rồi anh em ơi. Để các em ơi, sơ bộ clip này hôm nay như vậy anh em ha, thì hẹn anh em vào ngày mai mốt đó mình sẽ cho Râu Đen lên E5 luôn anh em, lên sớm luôn không có cần phải đợi thông thạo nữa để test cho anh em xem. Các em ơi, đó là video ngày hôm nay, thấy hay thì hãy cho một like giỏi kênh cho nó rất nhiều nha.